cuối năm 1967, Lê Phú Nhuận bị gọi động viên vào Thủ Đức, rồi đến Dương Phục và sau đó là tôi. Sau này, tôi và Nhuận được biệt phái trở lại cục vô tuyến truyền thanh, Dương Phục về đài quân đội. Chúng tôi vẫn là những người bạn thân, chia sẻ với nhau những tin tức mặt trận với cường độ các cuộc chạm súng ngày một dữ dội hơn. Chúng tôi không còn thời giờ nào để thực hiện những dự án tự nguyện, đi dự những khóa học đặc biệt, nhất là khóa rừng núi Sinh Lầy và Viễn Thám, để có dịp thử sức chịu đựng của mình nữa. Trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, Dương Phục đã vào đến Japan, nhưng rồi lại phải rút ra tới sư đoàn một bộ binh. Cũng vào thời gian ấy, tôi bị gọi về để giữ một vai trò khác, trưởng phòng bình luận và đặc phái viên của vô tuyến truyền thanh tại phủ tổng thống. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là người đi rất khỏe và hay đi kinh lý dài ngày. Những chuyến đi như thế rất vất vả, một ngày ông đi như vậy đến cả chục địa điểm. Ngồi trực thăng lên xuống ngày vài chục lần, thổi harmonica, gặp bánh mì, uống nước bi đông cũng đủ sức giúp tôi xuống cân rất mau. Thời đó, phương tiện điện thoại còn rất khó khăn, chất lượng xấu và chậm tiến hơn rất nhiều so với các nước Đông Nam Á. Cho nên, khi về nghỉ ngơi tạm ở một thành phố nào đó, chúng tôi mất rất nhiều thời gian kiếm chỗ kể tin để Đài Sài Gòn có thể loan báo trước đài BBC. Vì tổng giám đốc của chúng tôi giai đoạn này là Trung tá Phạm Hậu, ít khi chấp nhận chuyện một chuyến đi của tổng thống có đặc phái viên của đài theo, mà lại loan tin chậm hơn BBC hay VOA. Vì thế cho nên, tôi phải tìm ra cách gửi tin trong một thời gian nhanh nhất, viết dần trên máy bay hay trực thăng, tìm kiếm những hậu cứ của những đơn vị quân sự mà tôi quen biết để gửi tin qua hệ thống điện thoại quân sự, thay vì dùng hệ thống viễn liên của bưu điện. Nhưng dù sớm thì cũng phải đến 9 giờ tối mới xong mọi chuyện, với tới khách sạn cũng gần 11 giờ, chỉ còn có cách kiếm chỗ bán cháo trắng hột vịt mũi mà thôi. Vào giai đoạn cao điểm của kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, tôi được đôn lên sở chỉ huy thời sự, một loại công việc hay gặp nhiều rắc rối và phiền toái nhất của hệ thống truyền thanh. Nhưng song song vẫn phải làm công việc của một đặc phái viên. Tôi bơi trong cái dòng chảy của những biến chuyển rất nhanh, cho đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày nay, nhìn lại những công việc mà chúng tôi đã từng làm, từng trải qua, khó khăn nhiều hơn là thuận lợi. Hai đồng nghiệp thân thiết từng chia sẻ với tôi những cảm quan và cái nhìn về cuộc chiến tranh Việt Nam. Lúc trà dư tủ hậu trong cảnh lưu vong, Lo Nhuận và Phục thường hỏi tôi, có tiếc gì không? Tôi nói không cần trả lời, còn gì để thua nữa mà tiếc. Chúng tôi đã chứng kiến cuộc chiến đấu của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, đã thấy họ tử trận hay phải để lại một phần thân thể nơi chiến trường, đã thấy họ chiến thắng và không hiếm những khi họ nếm thảm bại. Chúng tôi không hề thấy lính nào hào hoa, cũng chẳng thấy lính nào là nữ hoàng của chiến trường. Lính là cực, là nhọc, là mồ hôi, là máu, là súng, là đạn, là can trường, là hàng nhát. Họ chiến đấu không phải là để được tôn vinh, là hào hoa hay là nữ hoàng. Họ chiến đấu là vì họ, vì gia đình họ, vì lý tưởng của tuổi trẻ. Hồi Tết Mậu Thân lần thứ hai, tôi và Dương Phục bị kẹt ở mặt trận Tân Thế Hiệp. Đơn vị mà chúng tôi đi theo có nhiệm vụ phải chiếm lại cái am xây bằng đá ong gần nhà máy Vị Hương Tố. Trong am, bọn Việt Cộng bố trí một tổ tam tam, một B40, một Thượng Liên và một AK-47 lũ đạn chài. Suốt từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều, đơn vị này mở nhiều đợt xung phong nhưng đều vô hiệu. Một phi tuần AD-6 Vân Vũ lồng lộn trên trời, nhưng đành chịu vì những người lính trong đơn vị vừa rồi không thể lùi lại xa đủ an toàn để quanh tạc cơ quanh tạc. Lính chết và bị thương được lôi ra gần chúng tôi, thân thể đầy máu và rên la. Trong lúc ấy, lính từ chiếc CNC bay trên đầu chúng tôi, chuyển súng qua chiếc lo phụ nhỏ của chiếc máy BRC 25 của người đại đội trưởng nằm cách tôi vài thước, giọng cứ điều điều. Vào đi em, lon đẩy, vào đi em. Ý là hãy cố gắng tiến vào đi, lon thăng cấp đang chờ sẵn. Tôi hoàn toàn phản đối cách này. Tôi cho rằng cái đích của cuộc chiến đấu của những người lính quả cảm này không phải là lon lá. Mạng sống của chính mình và của các đồng đội không thể đánh giá bằng một lời hứa thăng cấp vào hoàn cảnh đó. Hứa như thế là sỉ nhục họ. Cái mà người lính cần lúc đó là sự trợ lực tinh thần và sự điều động khôn khéo của người chỉ huy cao cấp hơn để giúp họ thoát khỏi thế kẹt. Cuộc phản công tạm ngưng ban đêm và sáng sớm hôm sau, viên sĩ quan đại đội trưởng đã chỉ huy lính của ông kiên nhẫn phá thế cài trăng lược của địch phía sau và cho lính lùi ra xa hơn để cho trực thăng võ trang làm thịt quân giặc bằng hỏa tiễn. Tôi chứng kiến bối cảnh trên nhiều lần với nhiều nơi khác nhau trên các mặt trận. Thời chiến tranh, biết bao nhiêu sai lầm được bỏ qua, không được đề cập đến trên báo, trên đài, cũng chỉ vì không muốn người lính ở tiền tuyến hoang mang. Nhưng đám sâu mọt không hiểu thế, chúng lợi dụng những ta bao đó để làm lợi cho cá nhân mình. Trong đời sống, kể từ lúc còn làm việc bên cạnh những người lính đủ loại, từ lính làng đến quận, lính tỉnh, cho tới lính mặc quân phục ngụy trang, tôi tự xây dựng cho mình một quan niệm về người lính Việt Nam Cộng Hòa qua những thông điệp, những ước mơ bình thường mà họ gửi gắm những người làm truyền thông như chúng tôi. Có một lần, trước khi vào Khe Sanh, sinh hoạt với lính của đại đội Hắc Báo ngoài BK-17, tôi hỏi cảm tưởng với ước mơ của một anh lính binh nhất năm anh tròn 20 tuổi thì được trả lời: "Ước mơ à, nhỏ lắm, chiến tranh mau chấm dứt để tôi được về quê làm ruộng." Một lần khác, vào quán cơm bình dân tại chợ Hàn Đà Nẵng để dùng cơm trưa, bên cạnh có vài người lính mũ nâu cũng ngồi ăn. Thấy tôi quần jean, áo lính, dè máp, ba lô nón sắt, mái ki âm, cổ đeo 2-3 cái thẻ, lối ăn mặc chung của các phóng viên mặt trận ở câu lạc bộ báo chí sau viện bảo tàng Cham. Một người lính hỏi: "Phóng viên chiến trường hả? Từ Cù hay Ba Lòng về?" Tôi cười hỏi: "Sao biết?" Một người khác: "Dây bộ quần áo, bụi bùn đỏ lòm." Tôi hỏi: "Nghĩ sao về đại lính?" Một người trong nhóm nói: "Cũng khổ, tụi tôi như con ghẻ bị xài cạn láng." Tôi hiểu những người lính này ám chỉ đến điều gì, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng chỉ biết cười sò, hút với nhau điếu thuốc rồi chia tay. 30 năm trôi qua như một giấc ngủ trưa, biết bao biệt dâu, nên ngày nay tất cả chúng tôi, những phóng viên tuyển tuyển đầu tiên của ngành, sẽ không còn lại một chút gì dấu vết của những ngày tháng cũ nếu không có những ký ức không bao giờ quên được. Riêng đối với những niên trưởng đã cùng với tôi đổ mồ hôi ở khóa 105 Nhật Chu, tôi mới chỉ gặp lại niên trưởng Ngô Minh Hồng với cái chân trái vẫn còn vết thương từ một vụ pháo kích của Việt Cộng ở Bình Long. Thỉnh thoảng tôi có gặp lại ông Thiết Ly, ông cứ nhắc bữa nào phải hợp khóa. Tôi hứa nhưng tới nay vẫn còn cụi vì bận mưu sinh quá. Còn với cố thiếu tướng Trần Văn Hai, tôi cũng đã vài lần mô tả những ngày cuối cùng của ông, nhưng vẫn quên một chi tiết đáng nói. Sau khi mất Ban Mai Thuộc, tôi có xuống thăm ông ở Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh ở Đồng Tâm. Lần đó ông từ chối không cho tôi phỏng vấn. Ngược lại, ông đưa tôi lên trực thăng bay gần 1 tiếng đồng hồ trong vùng Tiền Giang và về sát Sài Gòn. Khi quay trở lại Bộ Tư lệnh để dùng cơm, ông nói: "Tình hình đáng buồn lắm, anh chỉ có thể nói với cậu như vậy thôi." 30 năm sau, tôi vẫn chưa thể hiểu liệu đây có phải là lời tiên tri của một vị tướng mà cái chết đã trở thành đích thiên như ông hay không.